Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn để hát bài hát thánh ca, ca khúc cảm tạ của nhạc sĩ Hải Châu. Đối với ca khúc này, bây giờ mình sẽ intro mẫu và để hát mẫu cho các bạn tham khảo ha. Rồi đầu tiên sẽ là về phần intro. Bây giờ mình sẽ intro lại ha, thật chậm cho bạn tham khảo. Đầu tiên, câu đầu tiên ha. Đó, mình sẽ làm lại ha, đây. Làm lại một lần nữa nha. Rồi, tiếp tục. Đây ha. Đó là về phần intro của bài ca khúc cảm tạ. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài ha. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Đó, các bạn mới vào các bạn sẽ đánh như vậy ha. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Đây, cảm tạ. Với muôn hồng ân, các bạn có thể đánh là mi 7 nhưng mà đảo 1 ha. Ân Chúa đã thương ban, chúng ta sẽ rải ra lên. Đó, mình sẽ lại ha. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn khi mà các bạn đánh đến rải tay lên trên này ha, con muốn cất cao qua đô trưởng ha, cao tình người bao la. Các bạn có thể đánh là đô trưởng hoặc đô major 7 cũng được ha, bao la. Khi mà các bạn đánh như vậy thì các bạn sẽ đềm theo phương pháp này, 1 2, đó, la. Bây giờ mình sẽ đánh lại từ cái câu đầu để các bạn dễ tham khảo ha. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới. Tình thương người, các bạn sẽ chạy lên nốt như vậy ta, các bạn sẽ lại ta lên như thế nào, và đến cái chỗ thì các bạn sẽ đi cái bát như vậy, 1 2 3. Đó, mình sẽ lại ha. Ta 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 ta
là Phạm Điệp Cúc ha. Rải một tay lên như thế nào. Cám vơi con xin dành trót cuộc đời, cuộc đời xin thứ ha, cuộc đời bây giờ cho đến mai sau, ha, cho đến mai sau. Ta la 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 la, và chuyển qua mi bảy. Đó, chuyển qua son bảy chứ, chuyển qua son bảy, cảm ơn sẽ đánh. Nơi cơ giới Chúa ra ta lên à, suốt đời con xin ta la 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 ta 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 ta. Kết thành bài ca tạ ơn thì các bạn sẽ rã theo của G7 á. Chúng ta sẽ rải tay lên thôi nè. Đã. Rồi mình sẽ phân tích lại một lần nữa. Con muốn cất cao. Bài ca cảm tạ con sẽ đánh như vậy. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Đó, đánh chậm lên như vậy. Với muôn hồng ân. Hồng ân đập âm đảo ha. Ân Chúa đã thương ban. Và các bạn sẽ rải tay chúng ta lên. Và các bạn chuyển qua đô trưởng. Con muốn cất vang tình người bao la, khắp ngàn lời trên thế giới. Tình thương người, các bạn sẽ lại một tay lên. Thiên thủ lại một tay lên. Sau đó vào. Tình thương Thiên Chúa lại một tay lên. Cáo vời con xin dành chót cuộc đời, bây giờ cho đến mai sau. Chuyển qua son bảy ha, rồi mấy chúng ta mới đánh. Nơi cơ giới Chúa ra ta lên, suốt đời hy sinh tỏa thắp tình nồng. Kết thành, kết thành các bạn sẽ rải những nốt của rê bảy. Kết thành bài ca. Đó, đây là cách mà chúng ta xử lý bài ca khúc tạ ơn của nhạc sĩ Hải Châu. Bây giờ mình sẽ cho mẫu lại và để mắt mẫu cho các bạn tham khảo ha. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình với nha. Bây giờ mình sẽ cho. Thank you.